Hello và chào mừng tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với lại một video Minecraft đầy điên khùng nữa của mình ở trong ngày hôm nay. Và hôm nay vẫn là mình đây các bạn ơi, mình chính là KSD. Yay, yes, Shadow. Thì ok, mình nghĩ đó nha là ngày hôm nay đó hả, mình sẽ chơi thử Bobby Playtime. Đúng không ta? Đúng rồi các bạn ơi, chơi Bobby Playtime Chapter 2 ở trong Minecraft các bạn ơi. Thì những bạn nào là fan chân chính của mình cũng đã biết rồi là mình đã từng stream thử Bobby Playtime Chapter 1 ở trên stream của mình. Nên là bây giờ đó nha, mình muốn chơi thử Bobby Playtime Chapter 2 ở trong Minecraft các bạn ơi. Để coi thử xem đó nha là ở trong Minecraft nó có ghê không. Rồi sau này mình chơi ở trong á hả, ở ngoài đời thiệt các bạn ơi. Thì nó sẽ như thế nào. Rồi ok, thì bây giờ trước khi đó nha, mình bắt đầu video ở trong ngày hôm nay các bạn ơi. Nếu như các bạn là những người mà vừa mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký, cũng như hãy làm một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Rồi ok, thì để mình nhắc cho mọi người nha, là mình chưa từng chơi Bobby Playtime Chapter 2 bao giờ hết á. Cho nên á, là mình sẽ hơi ngáo một xíu, bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ bắt đầu vào game nào, let's go. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ có hai cái tay như thế này. Mình nhớ là mình có hai tay này nha các bạn ơi, mình xài được đúng không ta? Đúng không, mình nhớ các bạn ơi. Ok, Blue Hand nè. Rồi Blue Hand, vì một lý do đó mình xài cái Blue Hand được, không mình không xài cái mình sẽ red hand được các bạn ơi, mình không thể cái lu hand được, không hiểu tại sao. Thôi kệ đi các bạn. Rồi ok, bây giờ mình check đồ thử coi. Thùng nè không có gì hết các bạn ơi. Cái hộp sugar thì không có gì cả. Cứ kiểm tra trước các bạn. Theo như mình nhớ nha, mình nhớ rồi, hồi ở trong chapter 1 á, là ở phút cuối cùng các bạn ơi, là mình vô tình mình mở cái này các bạn ơi, thì mình đã mở ra một cái là mình mở chapter 2 các bạn. Ôi trời đất ơi, nó bắt đầu rồi các bạn ơi. Mình nhớ là hồi ở chapter 1 á nha, là mình đã vô tình mình mở cái con Bobby Playtime ra ngoài các bạn ơi. Bây giờ để mình thử ra ngoài thử xem như thế nào nha các bạn. Ok, để mình thử tìm hiểu coi. Mình nhớ khu vực này các bạn ơi, mình nhớ cái nhà này phải có cánh cửa đây các bạn ơi. Ôi từ, mình nhớ là ở chapter 1 á là mình đi vô bằng cái cánh cửa này nè các bạn. Đó, mình nhớ mà, thấy không, mình nhớ là chapter 1 các bạn ơi. Nè ham ghi nữa không, ghi cái gì đó cũng chả biết nữa các bạn. Thôi kệ đi, mình không nhớ các bạn ơi. Đúng rồi đó, não mình hơi cái vàng xíu, bạn thông cảm nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển qua bên cái chapter 2 như thế nào các bạn ơi. Ok, để xem như thế nào nha. Mình có cảm giác là có vẻ như là khu vực này vẫn là ok, không có gì cả. Được, ok. Cái gì vậy? Mình không có được các bạn ơi, cái cửa này là chắc phải để cho vui vui thôi các bạn. Ok, mình đi tiếp nè, xem có gì không. Mà hy vọng rằng là cái chapter 2 sẽ không quá kinh dị với chapter 1 các bạn ơi, mình rất là sợ. Đây là Pile Elliot gì Lewis các bạn ơi, đúng không? Phải không? Như nói hay sao á. Rồi. Mình chỉ hy vọng đó nha, là không gặp con hết cứu đi các bạn ơi, thiệt sự luôn á. Xong thử xong mà không xài được hai cái này các bạn. Mình tìm hiểu lại cách xài các bạn ơi, chứ mình cũng bó tay à. Lâu quá không chơi lại. Ok, đưa này thử coi xem như thế nào. Ở đây chắc chỗ bắt cua các bạn ơi. Bắt cua thử coi xem được không. Ok, bắt cua easy game. Ok, liền đó. Mình là siêu bắt cua các bạn ơi, rất là easy. Ủa cái gì đây? Hình như này có hết cứu kỳ không ta? Nghĩ như vậy các bạn. Nghĩ như vậy á. Ok, mở cửa, mở cái hộp suka coi có gì không. Cái cửa nè. Ok, ở đây có một cái gọi là cái cần gạt các bạn, không biết để làm gì hết á. Mà thôi kệ đi, mà cũng chả rõ nữa. Ở đây thử coi. Cái gì vậy? Mình vừa nghe tiếng gì đó các bạn ơi. Lại thử coi. Thấy không? Bạn nghe thấy không? Nó cười các bạn ơi, nó cười các bạn. Thấy không? Cười các bạn ơi. Ok, đây rồi, ok. Rồi bây giờ mình có cái cần gạt các bạn ơi. Rồi tiếp tục nào, mình nghĩ là mình sẽ cua đây, đúng không? Bắt cua đây liền. Qua đây liền, xong rồi, ôi trời mình rớt các bạn ơi. Ok, không sao, ở đây mình có một cầu thang, lên được các bạn. Ok. Vậy là mình đã lấy được cái cần gạt rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì đây nhỉ? Ở đây có một cái gì đó không, để mình có thể xài được không? Mình có thể ấn cái đây nè, được không ta? Trời đất ơi, như mình vừa chơi ngu các bạn ơi. Ok. Để mình tiếp tục mình tìm kiếm các bạn ơi. Chứ mình chưa chơi cái Bobby Playtime 2 bao giờ, mình không được. Ok, mở cửa các bạn ơi, ngon. Rồi bây giờ là mình đang vào một cái căn phòng của ai đó cũng không biết nữa. Ở đây có gì nè, đây có một cái gọi là Lockwood là cái gì ta, không rõ bạn ơi. Ở đây có một cái đường hầm đi vô. Ok, đường hầm nữa rồi, chúng ta phải tìm hiểu các bạn. Mình chưa cho bao giờ nên mình phải tìm hiểu sâu tí các bạn, không cảm nha. Mình chưa chơi chapter 2 bao giờ, cứ đi theo gọi là bản năng của mình thôi các bạn, không cảm cho mình nha. 6.5 hours later. Ok, thì có vẻ như là cái con Bobby Playtime bị kẹt xuống đây các bạn ơi. Mình không biết á là mình có nên nhảy xuống đây hay không nữa, tại vì mình chưa có chơi Bobby Playtime chapter 2 bao giờ luôn á, thiệt sự là rất là ngáo. Cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ thử đi vòng vòng đây, mình suy nghĩ thử xem nó có gì hay không. Innovation
Rồi Game Station cũng không vào được luôn. Production, chỗ để mà sản xuất búp bê đó các bạn. Rồi đây là Research, là chủng này chỗ để nghiên cứu nè. Rồi đây là Play, Place Play đúng không? Nơi vui chơi. Rồi ok, thì có vẻ như mình nhớ đó nha, là hay như mình nhớ trong chapter 1 là chỗ này có vẻ như cái chỗ mà con Husky Wookie nằm ở giữa đúng không ta? Mình nhớ như vậy các bạn ơi. À, bây giờ là không có gì nào khác cả. Bây giờ mình sẽ gọi là YOLO, YO, xuống coi có gì không? Ây da trời. Ok, và mình đã được dịch chuyển các bạn ơi, mình đã tới gọi là một khu vực mới. Đây là khu vực gọi là cái gì đó không khả biết nữa các bạn. Ok, đây cái đường hầm đi vô là đúng không? Vô được không ta? Vô đây được không? Có gì đó vô? Ờ, không có gì đó vô các bạn ơi. Rồi ok ok ok. Đây là những cái station thôi. Chắc nghĩ điều này các bạn ơi. Cái này thử coi. Rồi. Bây giờ đây có gì đây? Để mình thử Red Hand nè. Một cái nè. Rồi quay thử tiên các bạn ơi. Cái đó nè. Ok. Hai cái nè. Rồi đây là ba cái nè. Ok. Vậy là mình đã làm ba cái thành công các bạn ơi. Phải làm sao nhỉ? Phải làm sao nhỉ? Phải làm sao? Phải làm sao? Ô. Còn cái này các bạn ơi. Ồ, hình như là trời đất ơi các bạn ơi, mình quên các bạn, mình không nhìn rõ hết luôn á nha. Mình mới nhìn có một hai cái kìa, cái mình không thèm ấn hết các bạn ơi. Bảo xong đi không được. Rồi ok. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục đi vòng vòng xem như thế nào đây, có gì ở đây không các bạn ơi. Mình cũng không rõ nữa, đi thôi nào, đi thôi nào, đi thôi nào. Ok, đây có cái đường gì nè. Ok, chắc ok, mở này các bạn ơi. Mở coi. Rồi cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao tiên thui lùi vậy? Từ từ tiên thui lùi vậy? Ôi, ôi, Bobby đây thay các bạn ơi. Đây 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 các bạn ơi. Đây chính là Bobby đây thay các bạn ơi. Đừng 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 đừng. Không không nè, Mummy lồng lét các bạn ơi. Mummy lồng lét các bạn. Trời ơi, wow 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 wow. Alo alo alo, đừng đừng đừng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng đừng. Mummy lồng lét ơi. Em biết là chị đẹp. Em biết là chị là chị đẹp. Chị đừng có làm hại em nha. Đừng làm hại em. Đừng làm hại em. Ok ok. Mommy loves that idea. Thôi thôi, chị thích cho em không thích, chị thích cho em không thích đâu. Chị thích cho em không thích đâu. Chị ơi, đừng nói chuyện với em nữa. Oh, ok ok. Để chị nói anh không, để nói tranh chung chị nha. I love you very much. Bạc bạc. Do you want to go out with me tonight? I will give you some food, ok. Ok, ok, ok. Ok các bạn ơi. Bà đó ok mình các bạn ơi. Mommy lo lắng ok các bạn. Bây giờ mình đi được rồi nè. Ok. Bây giờ nó nói rằng là mình phải làm cái nhiệm vụ gì đó trong một cái code các bạn ơi. Nói chung là mình cũng chả rõ là có ra cái code gì. Thôi kệ bà, mình vô lô các bạn. Bây giờ mình sợ gì cái dâm bao melon lét các bạn ơi. Ok, đây cái đầu của con gì nè. Thử lắm coi. Đầu người chơi các bạn ơi. Độ nào được không ta? Ôi chào các bạn nha, mình chính là KSD The Dog. Gấu, 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 gấu. Hôm nay đây giờ để bắt đầu gọi là mình giao tiếp các bạn bằng tiếng của loài chó nha. Bạn thấy em gấu 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 gấu. Đây là một cái gấu 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 gấu. Và hôm nay chúng ta đang chơi gấu 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 gấu. Thôi kệ các bạn ơi, xin lỗi nha. Rồi ok ok. Giờ để mình mở này coi. Mở ra. Rồi coi. Ok, và hiện tại là mình đang ở trong cái khu vực này. Như mình đã nói các bạn ơi là mình chưa hề chơi Bobby Playtime Chapter 2 bao giờ cả. Cho nên á là mình thật sự không biết mình phải làm cái gì ở trong đây. Hình như đây có cái đàn tàu đúng không ta? Đúng rồi, mà cái đàn tàu này nó sẽ cần một cái gọi là cái tay màu xanh lá cây mới có thể mở ra được. Vậy thì cái tay màu xanh lá cây kiếm ở đâu đây nhỉ? Whack a Husky. Đặt một con Husky hả? Để mình coi thử tiếp tiếp coi. Đây là gì đây? Đây là... Trời ơi, mình cài Shader vào cho nên là trời thật sự là nó... Mình chả thấy cái mô tê gì cả các bạn ơi. Rồi ok ok, chúng ta nói chung là với phận một thằng ngáo ngơ, mình chưa chơi cái trò này bao giờ, mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu đi tìm hiểu quanh đây sẽ có gì không. Ok ok, thì có vẻ như là bây giờ mình sẽ phải ấn cái nút này các bạn ơi. Cái rest here nè. Ok, ấn vô. Và ở đây có cả một cái cần gạt gì đó. Chưa 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 chưa. Chưa chưa, tàu chạy chưa? Tàu chưa chạy. Oh my god, tàu chưa chạy. Cái gì đây? Ok. Chào mừng tới với Game Station. Chúng ta sẽ có ba cái trò chơi cực kỳ vui nhộn để mà chơi.
chúng ta sẽ test xem rằng là bạn thông minh và gọi là mạnh mẽ như thế nào. Và không quan tâm. Nhanh lên coi. Chơi cái gì đâu. Cái gì vậy? Ok ok các bạn ơi, có vẻ như ở đây có cái báo xuất hiện các bạn. Ok mình đi xuống thử rồi. Mình đúng là cái thử ngáo ngơ mình các bạn ơi, chưa chơi Minecraft, chưa chơi PUBG Lightning bao giờ mà vô cái chơi liền các bạn, cho nên là mình hơi bị ngáo ngơ. Rồi ok. Bây giờ mình nghĩ là chắc mình sẽ đi qua đây. Ok ok ok, cứ đi một cái đường thẳng băng thẳng tắp nào rồi xuống cái hang. Cái hang động này có vẻ như là chứa rất là nhiều kim cương hay than vậy cũng không biết nữa. Ok, ôi trời đất ơi. What the hell? Cái này ghê vậy? Cái gì ghê vậy? Ok ok, cái gì đây? Gì đây? Một cái gì là green hand gì đó. Green hand responsibility. Chắc là một cái cũng băng các bạn ơi. Mình không cần quan tâm lắm. Ok ok, tiếp tục nào, mình sẽ tập test tiếp xem con này có gì hay không. Cứ đi thôi các bạn, cứ đi và đi thôi. Just keep going, just keep moving, 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 moving. Ok ok. Rồi mở này coi. Gì đây? Cho gì không? Hả? Cho gì không? Cho gì không các bạn? Đâu mình hỏi xuống thử nha. Biết cho gì luôn các bạn ơi. Cho gì không ta? À, ok ok. Vậy là bây giờ các bạn ơi, mình đã có cái tay xanh lá cây các bạn, ngon lành luôn. Này thử rồi. Này thử rồi. Ok, đường lên đây rồi các bạn. Mình test ngay lập tức thông minh các bạn ơi. Đó. Người ta dùng trí não có khác chứ mình đâu có lúc nào không dùng trí não đâu các bạn. Mình là các bạn có biết, mình biết rồi. Mình là chuyên gia xài não các bạn ơi, mình xài não nhiều lắm. Ok ok, và ở đây gì đây nhỉ? Trong khu vực rất là nhìn như nhà tù vậy á. Định giam cầm ai, giam tù ai? Where you want to go? Còn cái gì đây nhỉ? Ấn thử coi. I know when your birthday is. I know what your birthday is. Rồi sao ta? Mình phải làm gì bây giờ? Đây đúng không? Ô cờ cái gì vậy? Đủ vậy nhỉ? Gì vậy? Mười lâu lấy các bạn ơi. Ôi ôi nè các bạn ơi. Nè 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 nè. Mười lâu lấy các bạn ơi nè. Vụ gì ta? Ô cái gì vậy? 15 lét rồi, đừng giết em 15 lét. Cái gì vậy? Ok ok. Giờ mình làm gì các bạn? Ôi, có 15 lét rồi, rồi đừng ra các bạn ơi. Ôi giờ sao, giờ làm gì bây giờ? Này cái gì vậy? Ok. Mình làm gì các bạn? Ok ok ok, trời ơi mình ấn đại các bạn ơi, mình nghe các bạn ấn đại không luôn á, thiệt sự luôn á. Mình đã giết được, ok mình đã giết công bên tụi mình đây các bạn ơi. Xuống hả? Ây da trời. Ok ok, đừng ra các bạn ơi. Like tôi kệ đi các bạn, thiệt sự mình bó cẳng luôn á, thiệt sự luôn. Mình còn không biết mình làm gì đâu các bạn, tự nhiên mình thấy cái tự nhiên nó ấn đại nha, cái nó ra hết luôn. Trời ơi, đúng là sự ngáo ngơ có khác KSD mà thôi kệ đi. Miễn sao các bạn ơi, ấn ra được rồi đúng không? Mình cũng muốn vậy các bạn ơi, ấn ra mình vui rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bò. Mình sẽ bò xem rằng là đi tới đâu đây. Hy vọng rằng là mình thoát khỏi cơn ác mộng Mummy Long Legs này lẹ. Cái chứ mình cũng nghe nãy cái chapter 2 lắm rồi các bạn ơi, thật sự như vậy á. Hay da. Đó giờ chưa chơi Bobby Lightham chapter 2 bao giờ, sự ngáo đá mà nó tăng cao. Rồi ok, bây giờ mình đang ở khu vực nào đây? Mình cũng không rõ các bạn ơi. What do you call a dino with one eye? Gì vậy? Bobby Lightham chapter 2 ơi, I hate you. I very hate you. I hate you very much. I hate you. Bobby Lightham chapter 2. I am very hate you. Tôi ghét Mummy Long Legs. Thôi kệ các bạn, đây sẽ là một cái gọi là cái thử nghiệm cho mình sau này để mình sẽ biết khi mình chơi cái Minecraft chapter cái Minecraft ở trong gì không mất tiêu rồi. Khi mình chơi cái Bobby Lightham chapter 2 thì mình stream trên stream của mình luôn các bạn ơi. Rồi ok. Rồi mình cứ quẹo quẹo đi thôi các bạn. Tuy mình chả biết cái đang đi đường nào nữa, mình cứ đi đại rồi xong mình cũng chả rõ. Ok ok.
Các bạn như là mình đã lại được các bạn ơi, quá tuyệt vời. Ok ok. Dùng não thành công. Oh yeah, oh yeah. Rồi. Cho tôi lên tàu luôn được không vậy? Được không? Chưa lên tàu được các bạn ơi. Chưa lên tàu được. Mình phải chơi ba trò lận á. Trời ơi, who gave you permission to be smart hả? Ai cho phép ta thông minh như vậy hả? Chính ta thông minh như vậy đó, ta dùng não. Là cây SD có não, nó cây đi không có não, mọi người thấy không? Mọi người thấy mắt kiến của mình ở phía góc trái không phải của mình không các bạn? Đó, cái mắt kiến nó thiện thấy rằng này là mọi người thật kỳ thông minh các bạn ơi. Mình có dùng não mình chơi trò này. Mọi người cứ chơi mình không dùng não, mình ngu, mình ngáo ngơ, không có đâu. Mắt kính của mình dày là do mình dùng não nhiều đó, thiệt. Rồi ok ok, mình hy vọng rằng bây giờ là sẽ không có con puppy playtime con mèo lúc này các bạn ơi. Mình rất là hy vọng luôn. Hy vọng rằng nó nha là sẽ không có con mommy long leg nào. Nó hù mình, nó vồ ra đâu quýnh mình các bạn ơi. Ok, nhưng bây giờ là mình sẽ phải quýnh cái ok ok ok, mình nghĩ là có lẽ mình sẽ tua cho lẹ các bạn ơi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu cái lỗ các bạn. If one comes out, hit it with your grab pack. Grab pack đâu? Rồi, cho tôi cái grab pack coi. Sao nữa? Xuất hiện rồi. Xuất hiện đi. Đây hả? Ôi trời, cái gì vậy? Vô đây. Ôi trời ơi, các bạn ơi, mình vừa phá các bạn. Mình vừa phá. Cái gì vậy ta? Cái mommy long leg này nó hơi nhiều các bạn ơi. Cái gì vậy? Have fun cái gì vậy? Ôi! Mini hết kì! Ôi! Trời ơi! Phát chết luôn các bạn ơi! Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu! Cứu! Cứu tôi! Rồi xong luôn! Mình tiêu rồi các bạn ơi! Một con! Ơi! Mình chết hơi nhiều vụ quán này nha! Cứu! Cứu với! Cứu với! Cứu với! Cứu mình! Rồi xong các bạn ơi! Sao bây giờ? Sao mà chết bây giờ? Ôi! Lẹ lên! Đường nào có đường nào không, có đường nào không? Trái đâu vậy? Ok. Ôi. May quá các bạn ơi, mình thông minh các bạn. May là dùng não các bạn ơi. Ok, đây. Ok. Khi bạn dùng não, ôi trời đất ơi. Mình bị giết, đừng quýnh tôi. Tôi đây solo coco. Ai da, solo coco. Lá. Cái gì vậy? Được, cái này là cho ai, cái hiểu lên. Ok. Bà đây. Ok. Mình đã thành công các bạn ơi. Vậy là mình vừa thành công được game 2 các bạn. Trời đất ơi, mình muốn chết luôn á. Thiệt sự, mình giật cái mình luôn á. Rồi, ok. Xong rồi, cho tôi ra cái đây đi. Ghê quá. Ok, cho tôi ra được không? Rồi, cái đường ra các bạn ơi. Oh my, cái gì vậy trời ơi? What the hell luôn á. Cái gì vậy ta? Ủa, cái gì vậy? Ôi! Mommy long leg. Các bạn ơi. Cứu. Last game cái gì? Trời ơi, ăn cái này vô đúng rồi, không sợ. Cái gì vậy? Ôi. Mặt nó ghê quá vậy. Ai cứu? Trời ơi, chạy. Phương này không? Thôi điều này. Rồi xong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Giọt le lên, giọt nhanh lên. Trước khi mommy long leg bắt được và quýnh cái mâm của mình. Nhanh lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yellow, red, blue, green. Rồi lẹ lên. Ok. Phải nhanh lên trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Nó không muốn chết cái SD ơi. Chạy lẹ lên. Mình rất là sợ hãi. Ăn bánh mì vô cho đỡ đói coi. Chứ nó không giảm được đâu. Giọt lẹ lên. Rồi trái phải đây. Bên trái. Ok. Rồi ok. Bốn cần ngày đã được mở. Được xuất hiện các bạn ơi. Đi thôi. Giọt nhanh lên. Just keep running. Đi thôi. Đừng để bị ai đó dí nhé. Cái gì vậy ta? Ôi! Ôi chạy lẹ! Giọt lẹ! Mình bị... Cái gì vậy? Cứu bạn!
chết một phát giật cả mình luôn á, thật sự các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, just run. Thông minh ngay, ôi trời, dùng não ngay. Dùng não ngay, ôi trời ơi, canh đường luôn rồi. Ok, chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Thông minh quá, dùng não hay quá, Candy ơi, giỏi quá. Yeah, I'm free, falling, can you hear me? Calling, calling for you.